Đây là ô tô chở đất đá nha, ô tô chở đá nha. Đường sốc quá, đường sốc quá, xe đi rất là tròn tròn. Sốc quá, bác lái xe đi trên con đường rất là sốc và không biết là những hòn đá bác đang chở đã bị rơi rất nhiều xuống đường. Cuối cùng thì bác đã lái xe qua con đường dốc rồi. Đi. Đây là xe ô tô cảnh sát. Bíp bíp. Ôi, đá đất ở đâu mà tất ở trên đường thế này, không đi được nữa rồi. Ôi, ô tô cảnh sát còn mắc kẹt rồi này, làm sao lại đi qua được đây? Nên là ô tô taxi này. Ôi, ô tô taxi cũng đi vào đá rồi. Ôi, không đi được nữa. Bíp. Mấy ủi ơi, đến cứu chúng tôi với, đến san đường như nào. Ôi, có tôi đây nào. Mấy ô tô taxi lùi lại một tí nào. Nào, ô tô cảnh sát lùi lại rằng, không lùi được. Tôi bị mắc cạn rồi, mắc kẹt ở đây rồi. Không sao, có máy xúc đây. Máy xúc sẽ kéo xe cảnh sát lùi ra một tí để lấy chỗ để cho mấy ủi đất đi nha. Xe máy xúc nó hỗ trợ xe cảnh sát. Nào, xe cảnh sát đứng tạm đây. Máy xúc đứng đây, xếp hàng đây nha. Đợi tí nữa thông đường thì đi nha. Máy ủi làm việc đi. Thật là đơn giản. Một hòn đá, to đã bị ủi đi nè. Hai hòn. Cái đống đá này đi ra chỗ khác chơi đi. Sẵn đứng dưới đường đây. Đây nữa. Đây còn một túi gồm rất nhiều đá. Nặng quá. Cẩu lên nào. Úi thì không cẩu được. Nặng quá mà úi nào. Không úi được, máy xúc ơi hỗ trợ nào. Hỗ trợ nặng được thôi. Nào, bây giờ bạn máy xúc thì kéo, bạn máy ủi thì đẩy nha. Nào, hai bạn là cùng làm việc nha. Nào, kéo nào. Đấy, cuối cùng đã ủi được túi đá đi rồi nào. Hai bạn hợp sức để đẩy những cái túi đá, cùng một túi đá rất là lớn đi. Ủi răng này, ủi ra lề đường này. Ủi sang bên lề đường bên này. Làm máy xúc kéo để máy ủi đẩy. Rồi, được rồi, đường đã thông rồi, mời ô tô taxi đi đi. Pip pip, taxi đi đâu. Pip 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 pip. Nào, mời ô tô cảnh sát đi nào. Nào, máy cẩu đi về thôi. Thông đường rồi. Tiếp, máy ủi đi nào. Xin cảm ơn này, em bé lái máy ủi nha. Cảm ơn máy ủi nha. Đây, em bé lái máy ủi đây. Cảm ơn bạn nha, đã ủi đường cho chúng tôi đi. Không có gì. Xin cảm ơn chú công nhân nha. Cảm ơn chú lái máy xúc nha. Chú máy xúc lái máy xúc có áo màu xanh nè. Cảm ơn chú nha. Không có gì, đi thôi.